Phục truyền luật lệ ký đoạn 7 câu 9. Vậy nên phải nhận biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Người ta kể rằng có một nhà truyền giáo đến thực hiện sứ mạng ở một vùng rừng núi xa xôi và hẻo lánh. Hàng ngày, ông đi vào làng dạy dỗ và giúp đỡ những người dân trong làng, và chiều tối thì về nghỉ đêm trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nghèo nàn, ở sâu trong núi. Một đêm nọ, sau khi từ làng trở về, ông bắt gặp một tên trộm đang ở trong nhà mình. Tên trộm đã lục lọi hết căn nhà mà chẳng tìm được thứ gì có giá trị. Hắn tức tối quay ra cửa thì gặp ngay nhà truyền giáo. Hắn giật mình, đứng như trời trồng và ngỡ ngàng rằng mình sẽ bị tóm cổ và trừng phạt. Thế nhưng sự việc diễn ra ngoài suy nghĩ của hắn. Nhà truyền giáo nhẹ nhàng cởi chiếc áo mình đang mặc ra khoác lên người tên trộm, lúc này đang mặc một chiếc áo rách rưới và bẩn thỉu vì sương gió. Ông nhẹ nhàng nói với hắn: "Anh đã vất vả tìm đến nhà tôi, nhưng anh thấy đó, gian nhà này chẳng có thứ gì đáng giá cả. Tôi cũng không có gì đáng giá ngoài chiếc áo lành lặn duy nhất này mà tôi đang mặc. Tôi xin tặng nó cho anh, hy vọng ban ngày nó sẽ che nắng cho anh và giữ ấm cho anh khi đêm về." Tên trộm ngỡ ngàng, không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ nhận chiếc áo khoác của nhà truyền giáo rồi bước đi trong đêm tối. Nhà truyền giáo vào nhà, lấy chiếc áo cũ rách còn lại của mình mặc vào, làm dấu thánh giá rồi nằm xuống ngủ sau một ngày thi hành chức vụ. Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, nhà truyền giáo vừa bước ra khỏi nhà thì gặp ngay tên trộm hôm qua đang đứng chờ ngoài cửa. Anh ta kính cẩn trao gửi cho nhà truyền giáo chiếc áo hôm qua và nói: "Cảm ơn Ngài đã cho tôi mượn chiếc áo quý nhất của Ngài để che thân. Tôi xin trao trả lại cho Ngài và xin Ngài hãy cho tôi được đến ở với Ngài để được sống bình an và thanh thoát như Ngài." Thưa quý ông bà và các anh chị em, hành động cao thượng và đầy nhân ái của nhà truyền giáo đã cảm hóa được lòng của một tên trộm. Có lẽ người ăn trộm ấy đã rơi vào một tình cảnh bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Mọi kẻ trộm khi bị phát giác đều sẽ bị chủ nhà chi hô, bắt giữ và trừng phạt. Vậy mà anh ta đã gặp được một người có cách cư xử khác thường, không hề xem anh ta là kẻ trộm, cảm thương anh ta và còn trao tặng cho anh ta chiếc áo lành lặn duy nhất mà người ấy có. Chính hành vi quảng đại và nhân ái đó của nhà truyền giáo đã cảm hóa được lòng người trộm ấy. Anh ta đã hoàn lương và có lẽ cũng sẽ trở thành một nhà truyền giáo đầy nhân ái như người thầy mà anh đang thọ giáo. Ngày hôm nay, cái ác đang lan tràn khắp mọi nơi và len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn của con người. Người ta thường lấy ác báo ác và áp dụng quy luật mắt đền mắt, răng đền răng với những ai xâm phạm đến quyền lợi của mình. Người ta hơn thua nhau trong từng lời nói, người này thượng cẳng chân thì người kia lại hạ cẳng tay, ông ăn trả thì bà ăn nem. Nếu tất cả mọi người đều cư xử với nhau như vậy thì mặt đất này làm gì còn chỗ cho tình thương ngự trị. Và bóng dáng của Thiên Chúa và con cái của Ngài có còn hiện diện trong dòng đời này nữa hay không? Chúa Giêsu không dạy chúng ta lấy ác báo ác, cũng không thỏa hiệp với cái ác, nhưng phải đẩy lui cái ác bằng sự thiện và lòng nhân ái của mình, bằng cách đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa
và ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 38 đến câu 42. Ngài không chỉ ban cho chúng ta những lời nói suông như đã thực hiện giáo huấn đó trong suốt cuộc đời của Ngài. Chính lòng nhân từ luôn cúi xuống bên những con người tội lỗi mà Chúa Giê-xu đã cảm hóa được Ma-thi-ơ, Gia-cơ và biết bao phận người khốn cùng khác đã quay về đường ngay nẻo chính. Ngài làm bằng hành động chứ không phải chỉ bởi mỗi lời nói của Ngài. Ước gì mỗi người chúng ta được thấm nhuần lời Chúa dạy, biết ứng xử với nhau theo cách thức của Thầy Giê-xu để trở thành môn đệ của Ngài và thật sự là anh chị em của nhau trong tình yêu thương. Nếu con người cứ lấy ác báo ác thì đến bao giờ cái ác mới bị diệt trừ? Xin Chúa dùng quyền năng của Chúa mà diệt trừ cái ác đang đeo bám và tàn phá khả năng yêu thương mà Chúa đã gieo vào lòng của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta không gây ra tổn thương cho bất cứ ai, nhưng gieo những lời nói và hành động đầy bác ái, từ tâm cho những người mà chúng ta gặp gỡ. Lời Chúa chép trong Giăng đoạn 3 câu 16: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho lễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Hãy đặt tên bạn vào, hầu cho bạn tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Bạn đã sẵn sàng để đón nhận Ngài chưa? Hãy can đảm lên vì Chúa yêu bạn. Chẳng có tình yêu nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó chính thân mình. Chúa Giê-xu đã chết cho tôi và bạn. Ngài đã sống lại và Ngài muốn ban cho bạn và tôi sự sống đời đời. Không ai biết ngày mai sẽ thế nào. Sự sống của tôi và bạn ở trong tay Ngài, nhưng sự quyết định ngày hôm nay thuộc về bạn. Hãy lớn tiếng và cầu nguyện, và bạn mời Chúa bước vào đời sống của bạn. Sau đó bạn sẽ kinh nghiệm được sự sống, sự bình an nơi Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, xin tha thứ tội lỗi cho con. Chúa Giê-xu ơi, xin hãy cứu con. Ngày hôm nay, con xin tiếp nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu Chúa và làm chủ cuộc đời con. Con xin dâng đời sống con cho Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen. Sau lời cầu nguyện, bạn đã trở nên con cái của Chúa. Bạn hãy tìm đến Hội Thánh Tin Lành gần nhất để học lời Chúa và được làm báp têm. Thi Thiên đoạn 89 câu 1 chép: Tôi sẽ hát sướng về nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Từ đời này sang đời kia, miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Thi Thiên 100. Xin Chúa ban phước trên bạn. Amen.